thầy Lê Yên, thầy Bùi Văn Kính, thầy Lê Văn Đệ trong buổi khánh thành trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn. Sinh viên Mỹ thuật, Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn, lớp sân ngoài. Giáo sư Lê Văn Đệ và nhà phê bình phân công cùng sinh viên khóa 1 năm 1954-1958 trường quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn vào ngày tốt nghiệp. Thầy trò trường Cao đẳng Mỹ thuật. Một số giảng viên và nhân viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn chụp chung với sinh viên lớp đệ nhất niên năm 65-66. Chuyện với lớp đệ tam ban sơn mài. Họa sĩ Lưu Kỳ Vĩ đang vẽ biểu diễn tranh thủy mạc cho sinh viên tại Quỹ Nhân Quế, đang nói chuyện với sinh viên về kỹ thuật điêu khắc. Cô Trương Thị Tịnh đang hướng dẫn sinh viên về vẽ hình họa sơn dầu. Sinh viên các bài phù điêu của mình cùng thầy Lê Văn Mậu tại hành lang lớp điêu khắc. Trong giờ học minh họa của trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn. Bìa công báo bản tin hành chính xứ Nam Kỳ 1913 có đăng quyết định thành lập trường Gia Định. Bìa cuốn hệ thống học đường Nam Kỳ, nhà xuất bản Viễn Đông năm 1931 có bài viết về các trường mỹ thuật ứng dụng tại phía Nam, trong đó có viết về trường trang trí mỹ thuật. Nguyễn Phước Sanh, hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Nguyễn Hoàng, hiệu trưởng từ 1991 tới 2004. Thầy Nguyễn Huy Long, hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ 2004.
Trường Vẽ Ra
Đình, trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn, trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí và các bạn, ngày 14 tháng 10 năm 1913, tại tỉnh Gia Đình đã khai giảng lớp dạy vẽ khóa đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của trường vẽ Gia Đình, tiền thân của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 95 năm, trường vẽ Gia Đình không ngừng phát triển và được mang nhiều tên khác nhau: trường Trang trí Mỹ thuật Gia Đình, trường Mỹ nghệ Thực hành Gia Đình, trường Trung học Trang trí Mỹ thuật Gia Đình và trường Quốc gia Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Gia Đình. Trường vẽ Gia Đình được hình thành mở ra cơ hội cho sinh viên mỹ thuật Việt Nam được tiếp cận với nền nghệ thuật hội họa thế giới và những tiến bộ về mỹ thuật hội họa phương Tây, mở ra khả năng đào tạo có hệ thống ngang tầm quốc tế và đã trở thành trung tâm đào tạo đội ngũ họa sĩ chuyên nghiệp của các tỉnh phía Nam. Nhiều họa sĩ được xuất thân từ trường vẽ Gia Đình đã trở thành những nghệ sĩ tài năng có nhiều cống hiến to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Trong số những họa sĩ thế hệ đầu tiên này, có nhiều người đã tham gia cách mạng tháng 8, còn đặt nền tảng cho nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam. Tháng 10 năm 1954, khi thực hiện hiệp định Geneva, đất nước tạm thời chia làm hai miền. Theo nguyện vọng của giới họa sĩ, chính quyền lúc bấy giờ đã cho thành lập một trường Cao đẳng Mỹ thuật tại Gia Đình với chương trình bao gồm mỹ thuật cổ ký, mỹ thuật phổ thông và mỹ thuật công nghệ. Sự ra đời của trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn là một sự tất yếu đã tạo ra được một bước mới cho sự nghiệp phát triển mỹ thuật ở miền Nam, trở thành một trong hai trung tâm đào tạo mỹ thuật cấp cao đẳng của cả nước. Nhiều tác phẩm mỹ thuật của thầy và trò đã và đang tham gia nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước và đã giành được nhiều giải thưởng có giá trị. Năm 1976, sau ngày thống nhất đất nước, trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Đình và trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn được hợp nhất thành trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và được nhà nước giao thực hiện năm nhiệm vụ quan trọng: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về mỹ thuật ở trung học, cao đẳng, đại học, trên đại học, nghiên cứu khoa học và sáng tác mỹ thuật. Để làm tốt nhiệm vụ được nhà nước giao phó, thầy và trò trường đã từng chiến đấu nâng cao chất lượng tài bảo, thực hiện phương châm đa dạng hóa phương thức đào tạo, vừa đào tạo tại trường vừa mở lớp đào tạo tại địa phương. Ngay trong 6 tháng đầu thành công, trường đã thực hiện tốt mục tiêu đề ra là vận hành trường vũ khí.